Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh. Foliquan 715WP, phổ rộng, có tác dụng lưu dẫn mạnh, diệt bệnh nhanh và hiệu quả, giúp phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải như bệnh móc xương, thán thư, đặc trị bệnh lem lép hạt trên lúa, giúp bảo vệ cây sạch bệnh, xanh mướt hơn. Quý bà con nên phun khi lúa chuẩn bị trổ và trổ đều, thời gian cách ly 7 ngày sau khi phun. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé